Rồi ok, bắt đầu vô cây đầu tiên rồi. Cây đầu tiên thì mình nói chung cái điểm nhấn của cái clip này là mình sẽ giới thiệu cái dòng mà kim cương rồi, dòng Diamond Heart, dòng mà Ray-Ban giới thiệu nó là một cái gọi là một cái dòng strut protection system, nghĩa là nó có một cái hệ thống bảo vệ cho chống trầy mọi người. Thì nói chung cũng đơn giản thôi, Ray-Ban sẽ phủ thêm một lớp dạng như là tinh thể mọi người, tinh thể thủy tinh thôi, nhưng mà nó mọi người biết đó là khi mà thủy tinh mà một cái dạng tinh thể mà nó được tôi luyện theo một vài kỹ thuật mà đặc biệt mọi người, thì nó sẽ đạt được một cái độ cứng gần như là vượt trội đó, vượt trội. Thì Ray-Ban sẽ phủ thêm một lớp phủ đó người, nghĩa là tôi luyện và phủ thêm một lớp phủ đó để bảo vệ chống chảy xước cho cái tròng Ray-Ban đó tốt hơn người. Đó là cái lý do mà cái kính ra đời. Thì cái bảng mà mình về đây là một cái bảng 62 người, một cái bảng 62, mình sẽ để gần lại cho mình xem nhé. Một cái bảng 62 và gọng là gọng vòng vòng chun nhưng mà gọng quặp á. Thì mọi người thấy là cái con này Ray-Ban ra mắt vào năm 1993, 1993, 94 tầm đó, gần như là cùng thời điểm với là cái con mà Receus Metal đó, là và cái con Master PC, là những cái dòng mà Ray-Ban gần như là ra cũng thuộc dạng như là những cái dòng mà thiết kế cuối cùng mọi người, cuối cùng ra mắt rồi sau đó tới năm 99 là Ray-Ban bán thương hiệu về, sau đó thì không còn những cái kiểu những cái dòng mà nó gọi là signature điểm nhấn như thế, hay là còn gọi là leitmotif. Và nhìn chung thì người thấy là cái con này nó sẽ dùng chung cái khung với là cái con Ray-Ban tướng quân đó người, Ray-Ban 50 á, The General, nó dùng chung cái khung luôn, không khác gì cả, gần như là rập khuôn luôn. Đó là nó sẽ mang cái khung mà của con Ray-Ban 50 trở lại người, và nó đưa vô này. Thì theo mình biết là chỉ có cái dòng này là nó mang cái khung này trở lại thôi người, còn lại thì cái khung này không được áp dụng trên bất kỳ một cái con kính nào khác nữa người. Thì gần như là giống y chang này mọi người. Để mình lấy cái con 50 ra mình cho mọi người xem. Đây mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái con 50 thì cái khung cái gọng là y chang mọi người, y chang con này y chang. Đó thì con 50 này thì mình xin nhắc lại là nó ra mắt năm 87 mọi người, là một cái bản kỷ niệm 50 năm thành lập Ray-Ban đó. Ray-Ban thành lập năm 1937, 1937 mọi người. Đó thì mọi người biết là Ray-Ban, mọi người Ray-Ban và cái hãng mà Bow and Lomb BL người, tiền thân của cái thằng BL này nó là một cái công ty của Đức người, nên là mọi người nghe cái tên của nó là có hơi hướng là theo cái tiếng Đức là vậy. Bow and Lomb người đó, Bow and Lomb là tiếng Đức nhưng mà nó là một công ty Đức, và đầu tiên là nó sản xuất kính hiển vi người, kính hiển vi cho cái và thấu kính, gọi là thấu kính và cho hiển vi cho cái ngành y tế, tại vì mọi người biết là cái ngành mà thủy tinh đó, và cái ngành đặc biệt là cái ngành mà thấu kính đó, nó phát triển đầu tiên ở những nước châu Âu, châu Âu là đã, và chính xác đó là Viên đó người, Viên Viên là có một cái có một cuốn sách nói về cái gì mà gì những người thợ thổi thủy tinh đó, là đó là nói chung những cái phát minh của châu Âu là nó tạo ra cái thấu kính, là ra cái kính hiển vi. Kính hiển vi đó thì sau này từ từ cái công ty Bow Lom này qua Mỹ người, và thì để mọi người biết là để giải quyết cho cái việc mà vào những năm tầm 20 30 á, để giải quyết cho cái việc mà những cái phi công mọi người, thì mọi người biết là sau cái thế chiến người, sau thế chiến thứ nhất nha, thì bắt đầu Mỹ bắt đầu là phát triển lên rất là mạnh. Mọi người biết trước đó là Mỹ là những năm mà 1918 1880 hay 90 đó, nói chung là trước năm mà 1900 á, thì Mỹ gần như là bị Anh Pháp đô hộ người, nghĩa là
rất là yếu, gần như là nợ nần rất là nhiều. Đây là nói chung mình nói ngoài lề tí xíu nha, để mọi người hiểu được cái quá trình đó. Thì sau cái thế chiến một, người Mỹ chuyển sang là một cái nhà cung cấp vũ khí, người Mỹ đứng ngoài nhưng mà Mỹ cung cấp vũ khí. Và sau đó thì Mỹ nhờ cái tiền đó, mọi người, Mỹ rất là giàu, gọi là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đúng hơn, đó là cái tên ngày đó, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, The United, đó mọi người. The United of American. Thì sau đó mọi người để giải quyết cái việc là có một cái anh tướng và ảnh là phi công, thì ảnh muốn là có một cái kính râm để giải quyết cái bài toán cho những cái phi công mà bay trên trời, mọi người, lái máy bay bị cái ánh sáng xanh của cái bầu trời và đặc biệt là cái ánh sáng lóa của ánh sáng trắng nó làm cho cái chóa cái mắt đi và họ không lái được, nghĩa là họ không có bị ảnh hưởng tới cái tầm nhìn của họ rất là nhiều. Thì họ mới hợp tác với cái anh mà Bow and Long này, giống như là hai người bạn thôi, chắc là vậy. Mình nghĩ là, và Bow and Long này và Ray-Ban và ông tướng đó là hợp tác với nhau và đầu tiên chế tác ra là một cái mẫu kính là Ray-Ban, người Ray-Ban đó là dành cho gọi là pilot đó, người pilot kính phi công đó, là nó xuất phát từ đó, người đó. Thì từ đó thì trải dài từ 1937 thì thành lập cái Ray-Ban đi, hợp tác xong thì bắt đầu mới hợp tác, một nghĩa là phát minh ra cái kính trước mọi người, xong rồi sau đó mới hợp tác và để đưa lập ra thành lập ra cái hãng Ray-Ban đó. Là đầu tiên dùng cho mục đích là quân sự, người quân sự. Thì sau đây dần dần mới bắt đầu đưa qua những cái lái xe rồi thể thao, người khi mà bắt đầu xã hội phát triển nhiều bắt đầu mới chuyển qua những môn thể thao, người đầu tiên là ra con mà tiếp theo là con Aldo Man đó, người Aldo Man là nó cũng ra mắt tầm năm 1939 bốn mấy á, xong rồi bắt đầu mới ra đi dòng shooter, nó shooter là để chơi bắn súng, người đó. Đó là nó cứ trải dài như vậy. Thì mình nói năm 37 là để nó thành lập đúng không? Thì tới năm 1987 thì để kỷ niệm 50 năm, người 50 năm là cũng khá là dài đó. Thì Ray-Ban cho ra cái con Ray-Ban 50 này đó, mình nhắc lại cho người nghe chơi thôi. Nói chung này là cái clip này là mình chỉ chép gió, gọi là chép gió chứ nó không phải là clip bán hàng, nên là mọi người đừng có hỏi cái giá trong đây, mình sẽ không báo giá trong clip này mọi người. Nó thì cái con Ray-Ban 50 này mọi người, nó được dùng, nó được chế tác theo một cái rộng riêng biệt, tại vì kỷ niệm rồi đúng không, kỷ niệm 50 năm mà, là và nó được một cái vị đại tướng là Mac Arthur gì đó, Mac Arthur gì đó, nói chung là cái tên đúng mình cũng quên rồi. Và ổng mang người, nên là sau đó thì đặt luôn là khắc lên nó, là giống như là cái khi mà cái này giới thiệu xong thì bắt đầu ông nó ổng thích của ông mang, thì bắt đầu mới là do là cái vị đại tướng nó đã mang trên mặt, nên là Ray-Ban mới khắc vô là The General, đại tướng đó, là như vậy người. Chứ không phải ngẫu nhiên tự nhiên cái là kỷ niệm xong rồi cái đặt tên đó là The General đó, không phải người. Ray-Ban ít khi mà đặt tên cho cái dòng kính của mình lắm, mà để ý coi, ít khi lắm, mà đặc biệt bên cái càng kia, từ trừ những cái dòng mà đặc biệt hay là một cái sự kiện gì á thì Ray-Ban là mới khắc vào thôi, còn bình thường thì họ chỉ đặt tên theo những cái tên chung chung, như như con này thì đúng ra nó gọi là Ray-Ban 50, người Ray-Ban 50 đó, bản kỷ niệm đó, vậy đó, mà bản kỷ niệm Ray-Ban 50 gọi là 50 á. Rồi, nó trở lại thì cái khung, cái con Ray-Ban 50 này nó được sản xuất một cái khung thép nha mọi người. Khung thép nên là mọi người thấy cái càng của nó và cả cái gọng của nó rất là cứng luôn. Mình đã thử bẻ cái gọng này rồi nghe, mình bẻ cái khung này rồi mọi người, và bẻ cả cái càng luôn. Cực kỳ cứng luôn á, cứng lắm. Tại vì là sắp tới mọi người sẽ biết tại sao là mình bẻ được, tại vì là mình vô tình mình đấu giá được một cái gọng của cái dòng này mọi người, một cái gọng thôi. Nó chỉ có cái gọng thôi và nó rất là cũ kỹ mọi người. Cũng không gọi là cũ kỹ lắm, nhưng mà kiểu như là họ họ quăng vứt ở trong xó rồi, nó nhìn nó tan nát lắm, nhưng mà và nó bị méo một số, và mình thử mình dùng tay mình uốn lại mọi người, cứng cực kỳ luôn, cứng lắm, kể cả trên cái gọng mọi người bẻ lực rất là mạnh luôn người, nó mới suy xuyển chút xíu thôi là mình biết là cái khung nó là bằng thép mà, nên là cái trọng lượng cái thằng Ray-Ban của cái khung này nè nó nặng hơn cái càng này, cũng bằng thép luôn người, và mình biết thép mà được mạ một lớp oxit titan trước người. Mọi người biết sao, vàng trước khi mạ là phải mạ một lớp nền nha, xong rồi nó mới bám lên được cái lớp thép, chứ còn mà vàng mà mạ thẳng vô thép
là nó không bám người, nên là đầu tiên là một họ một xi một cái lớp khác lên, bắt đầu mới mới mạ cái vàng lên. Và cái dòng này chỉ là mạ vàng thôi người, không phải là cái dòng nhưng mà mọi người hay nói là một cái dòng bọc vàng. Nói chung bọc vàng là một cái thuật ngữ mà mọi người gọi thôi, chẳng qua cái vàng đó là nó cái lớp nó dày do là Mỹ quy định, giống như là phải mạ một cái độ dày tiêu chuẩn bao nhiêu đó để cho cái trọng lượng của cái lượng vàng so với, nghĩa là tỷ suất về trọng lượng người, nó so với lại cái rộng là bao nhiêu thì mới đạt 1/30 là tối thiểu người. Nên là Ray-Ban hay có 1/30, 1/10 hay là thậm chí không để gì thì mặc định chắc là hiểu là 1/10 người. 10K, GO, GS gì đều như nhau cả, nó là một cái công nghệ mạ thôi, là mạ người. Mạ sao mà đạt cái trọng lượng đó thì mới được lưu hành trong cái các bang của Liên hiệp Mỹ ngày xưa, USA. Vậy thôi người, chứ không phải là bọc đâu, tại vì mọi người dùng cái từ bọc nó là sai, tại vì làm sao mà lấy vàng mà bọc vô như là mình bọc trang sức được, không được người, không làm gì được. Nếu mà làm như vậy thì chất lượng nó cũng kém lắm, phải mạ người, mạ theo mạ mà nó dày đủ thì nó gọi là nó dày lên cái lớp đủ thì nó ok đó, không có gì cả. Thì đó mọi người thấy là do là nếu mà nó mạ đạt cái trọng lượng để gọi là GO, GF mọi người, thì cái lớp mạ đó nó quá dày. Và mình biết là lớp mạ dày vàng nó dẻo lắm, nên là những cái gọng mà GO, GF mọi người, đặc thù của nó là nó mềm như là một cái gọng chì, gọng kẽm vậy ấy. Mọi người để ý coi, mọi người chỉ cần nắn nhẹ thôi là nó cong, tại vì thực chất là cái khung ở trong là rất là quan trọng. Một cái khung thép đó, nó phải đạt một cái độ cứng tương đối để nó giữ cái gọng, còn vàng chỉ là để trang trí và bảo quản thôi người đó. Tại sao ngày xưa Mỹ trồng vàng? Tại vì vàng nó chống oxy hóa và nó toát lên là một cái gì đó, là một cái sang trọng, là nhà sản xuất Ray-Ban chọn mạ vàng người. Chứ sau này thì quá nhiều cái chất liệu nhiều quá nên là mạ vàng không được áp dụng. Chứ vàng thì thực chất nếu mà vàng 10K thì nó cũng không phải là đắt tiền lắm đâu người. Vàng 10K hay thậm chí 12K cũng cũng bình thường rồi. Tới đâu rồi nhỉ? Nó không quên. Tiếp tục đó thì từ cái khung đó người, nó mới mang với con mà Ray-Ban tới tới năm mà 93 thì nó sẽ đưa mới mới ra cái con Ray-Ban mà kim cương này, mọi người gọi là kim cương. Thì nó gọi là cái chồng là G G15 Diamond Heart người. Nó là Diamond Heart là cứng như kim cương thôi mọi người. Chứ nó không phải là Heart Diamond đâu. Nếu mà đây mọi người, con này thì nó rộng hơn so với khuôn mặt mình nó, tại vì nó size 62 mình đeo cho mọi người xem thử, tại vì đeo lên thì nó quá bự đó, thấy không? Nên là mình sẽ đeo cái con 58 để mình giới thiệu. Đây mọi người, đó thì mọi người thấy là cái này nó phải gọi là Diamond Heart, nghĩa là một cái độ cứng kim cương mọi người đó. Mọi người đừng có nhầm lẫn là thấy diamond là nó là bằng kim cương, là không phải nha. Và lưu ý nha, chừng nào nó nói là hard diamond đó, cái diamond là cái sau, thì có thể đó là phủ một cái lớp đặc tính như kim cương, tại vì mình thấy giờ kim cương nhân tạo nó cũng rẻ òm mà. Kim cương chẳng qua là carbon người ta nén lại ở nhiệt độ áp suất cao người, và nó chuyển thành trong suốt và nó cứng, nó chuyển sẽ dạng tinh thể. Còn cái con này nó gọi là diamond hard, nghĩa là một cái chồng mà có cái độ cứng rất là tốt, dạng dạng thôi. Và Ray-Ban là công bố là nó cứng khoảng tầm 3 lần so với lại cái kính thông thường thôi người. Nó cứng hơn 3 lần về cái bề mặt, về chống xước thôi nha, không phải là về va đập, phải là về cứng va đập nha người, độ cứng về việc xước sát đó. Ray-Ban công bố thôi, như là một cái sản phẩm mà làm ra thêm cho có cái sự ra mắt người, tại vì cái khoảng thời gian đó Ray-Ban cũng phát triển khá là mạnh mẽ và họ cần có những cái trồng đặc biệt hơn. Cứ quanh quẩn ra những cái trồng mà bình thường như là G15 là màu xanh đen, hay là RB3 xanh lá, hay là B15 màu nâu, hay là B20 đó, thì cũng quanh quẩn như đó, tại vì nó cũng khác nhau cái mỗi cái màu sắc thôi. Hoặc là xưa thì có thêm cái phủ mirror gọi như là B15 TGM, em là mirror người.
còn TC là top gradient, nghĩa là top gradient nghĩa là trên này nó trên top này nó là một màu gradient nó mạnh hơn so với dưới vậy thôi. Rồi G31, mọi người, G31 là một chồng J31 thì cũng là màu 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 xanh xám đen thôi. Và DGM, mọi người, DG là Double Radiant Mirror, chúng là những cái tên mà Ray-Ban đặt thôi, nó là những cái lớp phủ ngoài thôi. Thì tiếp tục thì Ray-Ban mới tới năm chín mấy thứ ba rồi Ray-Ban phải ra cái này, đó là một cái giới thiệu một cái bước tiến hay gì đó. Nhưng mà mình thấy là nhìn chung thì cái chồng này nó vẫn xước bình thường rồi, nó vẫn xước như thường rồi. Cái con mình đang đeo là cái con 58 nè, cái người ta dùng nhiều nên là nó xước rất là nhiều, nó xước rất là nhiều cái mặt. Tuy là mình vẫn sử dụng được, và thực chất thì cái con này cái việc mà nó có cái logo là Diamond H, giống như là về cái phương diện mà thời trang là nhiều hơn rồi. Thời trang thì cũng chẳng qua là ví dụ như là thấy là Ray-Ban thường sẽ không ít khi nào khắc cái ký tự hay là cái ký hiệu nào đằng sau cái thương hiệu của họ lắm, ít lắm mọi người. Nên là khi mà họ khắc thì thường họ là muốn giống như là tuyên bố đây là một cái thứ gì đó mà họ làm ra và rất là đặc biệt, kiểu vậy mọi người, kiểu vậy, show ra vậy. Đó thì thấy là khi mà đưa cái này ra thì cái trồng mọi người nó cũng có một lớp tráng gương nhẹ như là cái trồng con Ray-Ban 50 thôi. Ray-Ban 50 cũng có một cái lớp gọi là oxit gì, fluoro gì mình quên rồi ta. Nói chung là cũng có một cái lớp oxit để chống chày mọi người, vừa là gương vừa là chống chày. Đó thì cái con này nó cũng vậy, nó cũng mạ thêm một lớp, nó mạ thêm một lớp mọi người, mạ thêm một lớp nha. Gương và chống chày. Có thể là nó cứng hơn một chút vậy thôi người. Và nó dùng cũng cái khung, cái khung cũ, gọng cũ của cái con Ray-Ban 50 đó, vậy đó. Đó là ra con này đó. Ok, đó thì mình thấy là cái con này thì nó cũng khá là nặng rồi. Cái con 50 sao thì nó nặng như vậy đó, kể cái chồng mình thấy cũng xem na ná. Và cái con này thì ngoài cái Ray-Ban 50 ở đây thì nó cũng có cái khung cát BL ở đây, và đây cũng có khung cát BL người đó. Còn lại thì nó cũng giống y chang vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Và cái chồng này là một cái chồng màu cũng giống như là G15 thôi người, G15 phủ gương thôi. Đó, cái nhìn nó nhìn cái môi trường là cũng y chang G15 thôi, không khác gì cả, không có một cái hiệu ứng gì thêm. Còn cái con Ray-Ban 50 thì nhìn nó có hơi hướng là nó hồng hồng vàng nhẹ người, nó cái màu nó khác á. Tuy nhiên thì mình thấy là hơi hướng cái con này nếu mà đeo thì mình thấy là nó sẽ nó ngầu hơn người, tại vì mọi người thấy cái tông màu nó lên mặt đó là màu kiểu như đen đen xanh đen ngầu hơn, mà thấy không? Còn ví dụ mình đeo cái này đó, thì nó sẽ có hướng là nó vàng hơn, nó vàng vàng tí xíu, nên là kiểu như là nhìn nó sẽ hào nhoáng hơn là cái con này. Con này thì nó sẽ ngầu hơn, ngầu hơn, con này sẽ hào nhoáng hơn đó, thấy không? Hai con y chang nhau, y chang nhau, thấy gì không? Thấy không? Chỉ ra là cái màu của cái thanh Ray-Ban, cái thanh chân mày và cái này nó làm theo kiểu đôi mồi thôi thì nó khác thôi, cái con này làm theo màu khác thôi, còn lại về chất liệu. Và cái con ve thì là cái con ve của cái dòng Tromax người, cái con ve của dòng Tromax nó áp lên con này để cho nó sự thoải mái đi ngoài đường kiểu vậy đó, mix mix gì thôi đó. Thì mình thấy là cái chồng cái con Tromax nó cũng ra mắt vào năm 94 93 94 đó là lý do tại sao mà cái vật liệu nó áp trên cả hai con rồi, là một cái vật liệu mới mà Ray-Ban bỏ lên cái kiến. Còn cái vật liệu cũ ha, là cái này nè, là một cái dạng này nè, cùng lắm thì những cái con mà nó, ra năm 90 91 92 đi là nó thành cái màu trong suốt thôi, nhưng mà cái kiểu dáng và cái chất cứng nó vẫn là y chang vậy nè, nó là một dạng cứng. Rồi tiếp theo thì thấy là tới năm 94 thì bắt đầu Ray-Ban phát triển quá nhiều, quá nhiều. Đặc biệt là khi mà họ cái thời đó thì vừa hết bong bóng kinh tế người, và bong bóng kinh tế là năm 92 đó thì bắt đầu đục lịch thương mại nó sẽ phải phát triển lại. Và cái việc mà cho dù bong bóng kinh tế thì cái việc mà giới thời trang thượng lưu nó mua cái kính xài nhiều, nên là bên Nhật đó, lúc đó giàu quá. Bên Nhật giàu quá và những cái nước châu Âu đồ giàu quá, giàu khủng khiếp. Ray-Ban bán cái này đi không xuể luôn. Và nên là mình thấy là
Khi đó thì cái tình trạng nhập khẩu song song không qua chính hãng, nó gọi là hàng xách tay, gọi là mình là hàng xách tay, nó quá nhiều đi và nó cạnh tranh trực tiếp với lại cái hàng chính hãng. Ray-Ban không thích vậy mà mọi người, Ray-Ban không thích vậy. Nên là Ray-Ban năm 94 mọi người, 94 95 Ray-Ban ra mắt một cái phiên bản gọi là Live Mythic mọi người. Thì mình thấy là cái bản này nha, với lại cái bản mà 50 không gọi là Live Mythic đâu mọi người, nó sẽ gọi là signature, cái bản điểm nhấn, hoặc là gọi là signature, ok đó, từ đã được mọi người. Thì tới cái năm 94 95 thì Ray-Ban mới cho ra một cái bản để đánh đánh luôn cái số series luôn, và cái logo dập nổi mọi người, chỉ để dành cho nhà phân phối chính thức đó. Là cái mẫu đó mọi người, là nghĩa là cái mẫu đó không thể nào mà qua một cái hàng xách tay được, chỉ những cái nhà phân phối chính thức mới được phân phối cái hàng đó mọi người. Đó, thì đó là lý do là cái lúc mà Ray-Ban ra mắt cái con mà Precious Metal này, cái con kim loại quý này. Đó, con này thì mình đã giới thiệu cho mọi người cái clip trước rồi. Nên là cái này thì mình cũng chỉ đeo lên khuôn mặt cho người xem thôi, đó thì đeo lên nó, con này là mình đeo size 58 là rất là vừa vặn, 58 thì đẹp hơn. Đó mọi người, con này rất là lịch lãm người, theo phong cách quý phái thì mình cũng đã giới thiệu rồi, theo phong cách nó rất là lịch thiệp, lịch lãm. Và cái chồng này gọi là chồng Ultra Gradient mọi người. Ultra Gradient thì khi mà ra nắng thì nó sẽ sậm hơn một chút thôi, nó sậm hơn một chút thôi, nó không sậm nhiều lắm đâu, và nó là hơi hướng về một cái kính mát mà mang trong nhà nhiều hơn và mang trong ô tô nhiều hơn. Tại vì khi đó thì lúc mà thời điểm ra mắt thì Ray-Ban hướng tới cái tầng lớp mà thượng lưu, mà họ họ hay đi tiệc tùng trong nhà, rồi họ đi làm việc cũng là họ cũng là người những người sếp giàu cao cấp, cấp cao chứ, là họ đi ô tô đó. Thì đây là một cái mà Ray-Ban hướng tới. Thì mình thấy là đa số những cái kiến mà của Ray-Ban là kiến râm thì phục vụ cho bên ngoài nhiều hơn người, đúng không? Chơi thể thao này, đầu tiên là máy bay, xong rồi lái xe máy người, dòng hạt lay, lái xe máy dòng hạt lay những năm 60 là lúc mà Ray-Ban ra mắt cái dòng Olympian, đúng không người? Đó, Olympian là cho những cái anh mà đi hạt lay mà đội mũ hiểm á, đó là mà anh chơi đó. Nghĩa là do là chủ yếu dùng ngoài trời nên là cái độ râm lúc nào cũng cao, cái độ râm lúc nào nghĩa là độ cạn sáng cao. Nhưng sau này tới dòng này thì Ray-Ban quyết định là phải có một cái dòng cho cái giới thượng lưu hơn, là chỉ dùng trong những mục đích là đi trong nhà hay là lái ô tô, hội nghị, tiệc tùng kiểu gì, tiệc tùng mang cái này. Đó thì con này thì nó sẽ chơi được một cái logo 3D, nó giống như cái dòng dấu ấn Masterpiece mọi người, Masterpiece dòng dấu ấn mình bán dùng cũng logo nổi, ở đây có cái logo nhưng mà dòng nó không cao cấp bằng này. Dòng này thì nó cũng đánh số series thôi, nhưng mình cũng quảng cáo trước rồi, đánh số series. Dòng Masterpiece cũng đánh số series, chỉ có hai con. Nhưng mà thấy là Ray-Ban chỉ làm được trong 94 và hình như thêm năm 95 nữa, rồi sau đó là ngưng, không chơi kiểu này được, kiểu như là cũng không hiệu quả, tại vì nó phá đi cái những gì mà đường xưa lối cũ Ray-Ban người. Ray-Ban là chỉ chơi B E L B L Ray-Ban USA, và cái dọc bên dưới là cái BL Ray-Ban thêm kích thước vậy thôi. Đó là nhất quán rồi, đó là khi mà ra này họ cũng không trụ được lâu, trụ lâu. Và nói chung là sau những năm đó thì cũng còn có vài ba năm trước khi bán thương hiệu đi, thì mình thấy là cái Lux Optical đó của Ý mà, nó sở hữu nhiều cái thương hiệu lắm, và Ray-Ban cũng được nó mua, như là mình nhớ là gần 700 triệu đô la thời điểm đó, nên là Ray-Ban bán luôn, bán cũng khá tiếc. Khá tiếc, nhưng mà mình thấy là tại vì cái thời điểm đó người, cái việc ồ ạt những năm 90 thôi, đã 90 92 thôi đã có một cái làn sóng ồ ạt chuyển nhà máy sang Trung Quốc rồi người. Đó là một cái việc mà một cái giống như là một cái làn sóng di dời nhà máy sang Trung Quốc, đó là Ray-Ban không thể nào giữ lại cái này được nữa người. Khi đó một Ray-Ban chuyển sang nhà máy Trung Quốc, hai là Ray-Ban vứt luôn, chỉ giữ lại những cái gì mà BL thôi, đó là bán luôn, bán luôn. Thì mọi người lưu ý nha, Ray-Ban chỉ bán cái thương hiệu Ray-Ban thôi mà. Còn cái BL là họ không bán. hài hước gì đó. Thằng Bow and Plum nó không bán, mọi người lưu ý nha, thằng Ray-Ban nó bán. Nhưng vì sao? Bởi vì sao mà sau này thằng Lux Optical nó mua, giống như là mình nghĩ nó giống mua cái hố, nó phải chuyển sang là chữ RB, là RB là Ray-Ban thương mại,
nó không được cái thằng Bow and Lomb bán cho nó, rồi coi như không bao giờ nó thấy được cái công nghệ của Bow and Lomb trên cái kính Ray-Ban luôn. Đó. Khá là hài hước. Rồi thì đợt này mình có về thêm một cái số kính lạ mình mang lên cho mọi người xem luôn. Trong clip này chủ yếu chém gió rồi, không bán buôn gì nha. Ở đây thì cái con này ngoài size 58 mình có về thì mình cũng có về được một cái size số 2 mà nó chẳng qua nó không có hợp thôi, và nó cũng khá là mới, nhưng mà cái này anh khách quen của mình cũng đặt đặt rồi đó. Con này thì mình đeo lên nó to lắm, to, con này nó size số 2 rồi, đeo lên quá bự. À, đợt này thì này mọi người thấy trồng kính mà Ray-Ban 50 mọi người. À, khi mà nó lên theo mỗi cái khung cái rộng này nó ảnh hưởng tới cái màu trồng nha mọi người, tại vì nó sẽ cái tán xạ cái màu màu gam màu vô trong cái trồng kính đó. Nên là để mình cho mọi người xem đây, mọi người xem là cái một cái rộng màu vàng và một cái gọng đen, nó làm cho hai cái tròng kính nó hơi hơi nó khác nhau chút xíu nữa, dù nó là đều là cái tròng kính Ray-Ban 50 hết mọi người. À, mọi người nhìn bên ngoài sẽ rõ nha, cái tròng này có cái xu hướng là nó sẽ giống như là nó màu của nó đục đục hơn tí xíu so với dòng này mọi người, và kể cả cái lớp tráng gương của nó nhìn nó cũng 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 không bằng này. Mọi người nhìn nè, mọi nhìn khi mà cái này nó soi luôn cái đèn của mình vô, nó đèn nó hình tròn. À, đây 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 đó, nó kiểu là cái gam màu nó hơi khác nhau chút xíu mà. Mình thấy vậy. Và con này là một cái con cũng Ray-Ban mà cái trồng 50 này, trồng 50 này với trồng 50 này là cũng xem như nhau mọi người đó. Thì đeo lên nè, nhìn nó khác liền mọi người, nó khác cái tông màu nha, mặc dù là khi mình nhìn ra thì nó cũng cũng giống y con kia, nghĩa là cái ánh sáng trong mắt mình cũng vậy, nhưng mà khi mà đeo lên thì cái tông màu do nó phối là cái gọng đen rồi, nó sẽ tạo ra một cái tông màu khác. Đợt này mình về con này là cũng một con mới, nhưng mà con mới chưa sử dụng nha, size 58 à, gọng đen chưa qua sử dụng, rất là đẹp. Nó giống như con đời trước mình bán, con đời trước mình bán là gọng chun và hình như là dòng Outdoorman size số 2, con này là size 58, càng thẳng càng nhầm, con thì càng chun, con này càng thẳng, và con này là một con Aviator. Ừ, theo à, mình đeo lên nó nhìn nó khác, khác cái tông màu xíu mình nhìn khác mà mình cũng biết nữa, nhưng mà lúc nãy mình cầm ra ngoài sáng thì thấy nó khác mà. Tại vì nó cũng có xu hướng là nó hack cái gam màu của cái rộng cái khung rồi vô trong cái tròng kính, mình nghĩ vậy. Nhìn ok, đó là những cái tròng mà cái dòng mà hiếm hiếm mà mình muốn nói. À, ngoài ra ví dụ như là giới thiệu sẵn luôn người cái con mà Stromax đi, mọi người hỏi con Stromax này thì sẽ nó ra mắt năm 94 mọi người, năm 94. Đây mình xem. Đây là dòng B20 Stromax chuyên về dòng driving mà chạy xe. Dòng này mang thì nhìn nó cũng khá là chất người, khá là chất luôn. Nhìn nó rất là rực lửa. Rồi ngoài ra thì mình thấy là đây là cái dòng mà trồng Cali Chrome, dòng trồng này thì nó ra mắt những năm ba mấy, 39 40 rồi, nó tới những năm 60 luôn, nó sẽ dùng cái trồng này chẳng qua là một cái trồng màu vàng để tăng cái độ chi tiết, tăng cái độ chi tiết sắc nét, đeo vô thì cái đường nét của vật thể người nó rõ ràng lắm, nó rõ ràng. Tuy nhiên mình thấy rồi, cái trồng này chỉ dùng cho thể thao trong nhà thôi nha, tại vì cái trồng màu vàng này ra ngoài ngoài nắng là coi như là chắc là hư mắt luôn, tại vì nó vàng khè, nó vàng khè, mà nếu mà nó ra nắng thì chịu nổi, nó gần như không phải là một trồng răm. Và mọi người lưu ý trồng Cali Chrome này nó không có đổi màu này. Tuy nhiên có một cái trồng hiếm mà hôm nay mình mới nhận được, mình mới mua được là một cái trồng màu cam orange đó. Đây là một trồng Amber Matic người, và cái trồng này đổi màu nha, trồng này là trồng đổi màu người. Đây là một con Shorter trồng Amber Matic nha người, thập niên 90 nè, 90 80 gì đó. À, con này 80 người.
Và đây là một cái chồng đổi màu, con này ra nắng thì nó sẽ sậm hơn, nhưng mà nó sậm hơn theo cái gam màu, dạng như chuyển sang màu hơi hơi xanh lá đậm, hay là nói chung là không phải cái màu kiểu như đậm lè đó, nó cũng hơi nhạt nhạt à. Ở đây là một cái con mà kính trồng Amber cũng khá là hiếm, mình về thường mình về là cái màu dạng như màu màu nhạt nhạt, giống như là màu màu trà nhạt, trà nhạt. Nhưng mà con này thì là màu cam, người màu cam, nó ghi là nó ghi trong cái thông tin cái trồng là màu orange đó, người orange là màu cam đó. Khá là lạ đúng không, khá là lạ. Còn đây là cái con trồng này thì là một cái trồng RB3 mà sản xuất những năm 60 rồi, người 60 thì nó sẽ chưa có khung cát BL lên cái này. Và con này thì trồng này là trồng RB3, người. Đây là RB3 màu xanh lá. Rồi ok, đó thì xong rồi mọi người, xong rồi. Còn một số những cái chồng lạ khác nhưng mà cũng không có gọi là đặc biệt cho lắm, nên là có thể là chắc mình dừng clip ở đây, cũng dài luôn, 30 mấy phút rồi, chuyện gió này chưa. Ok thì chắc tầm mai rồi, mai mình sẽ báo giá một số cái kiến thì mình mới về. Có một vài rất là nhiều kiến mà dạng như là chưa qua sử dụng, hàng lưu trữ. Có vài cây hàng lưu trữ người, hình như 4 5 cây gì đó. Tính luôn cái con RB50 ngàn này là cũng một hàng lưu trữ người. Cũng khá là nhiều hàng hay ho người. Và đặc biệt là ngày mai cũng có một con mà bọc da leader thập niên 70, và cái chồng của nó là chồng gradient round người, nghĩa là gray chứ, gray gradient đó, và mạ chrome, chúng cũng nhìn cũng khá là độc. Mai mình sẽ cho mình xem, mình báo giá luôn. TCM như cũng gần hết rồi, nhớ với cái kính nào độc độc. Thì mai khá là nhiều kiến mới rồi, có những con outdoor, outdoor 58, outdoor 62. CP, có CP luôn rồi. Shorter, số 2 thập niên 80. Và đặc biệt thì đợt này mình cũng có về được một cái con này, là cái con 1 trên 30 10K GO người, thập niên 70, và trồng nó là một cái trồng cũng Amber đổi màu mọi người. Đây. Ở dưới đây thì mình thấy là nó sẽ ở dưới đây thì chắc mọi người sẽ không thấy đâu, ngày mai mình quay đó. Ở đây nó sẽ là BL Ray-Ban 1 trên 30 10K GO USA. Và ở dưới đây người, con này đặc biệt cái là ở phần dưới đây nó có dập thêm cái chữ USA dưới đây người. Đây này. Đây người. Ở trong đây nó có dập thêm cái chữ USA ở dưới nữa. Đó. Ngày mai mình sẽ báo giá luôn cái này cho mọi người ha. Nó cũng cũng lo giá luôn 5 triệu người. Ngày mai mình làm clip rồi mình chốt sau nha, tại vì trong clip này thì không có đánh số thứ tự được, nên là chốt trong đây thì nhiều khi không có báo là bán rồi hay chưa, tùm lum lá. Mà con này tới 5 triệu mọi người, kèm theo cái túi gốc và cái trồng là một cái trồng đổi màu, trồng cũng còn khá là mới. Rồi ok thôi, dừng clip ở đây mọi người. Đó thì ngày mai sẽ báo giá luôn cái con mà kim cương này người, con kim cương này nó khá là đắt luôn, rất là đẹp luôn. Con này thì nó cũng nó tầm được 95-96%, nó không có trầy trụ gì cả. Đẹp mọi người, đẹp và kèm theo túi gấp. Giá con này 16 triệu, 16 triệu. Còn cái con không hợp và nó xấu hơn thì nó rẻ hơn, nó tầm 11-12 triệu. Ok, báo giá trước cho người biết thôi, ngày mai mình sẽ lên clip sau. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Tạm biệt mọi người.